đang chơi đôi Lager 1000 nhé các bạn nhé. Lager 1000 là cây nhỏ nhỏ nhưng mà đánh rất hay. Giáo sư Khanh thì đang căn chỉnh lại một lần nữa cho anh để mang về là chúng ta chơi luôn thôi. 1 2 3 4 5. Đôi Lager này thì vừa hát vừa nghe vừa trưng bày luôn, rất đẹp. 8 10 10 lên 1 2 3 4 5 7 7 10 10 10 lên ngày nào hay anh đã quen trong ngày đang buồn lên 1 2 3 4 Đang chơi đôi Lager 1000 nhé các bạn nhé. Lager 1000 là cây nhỏ nhỏ nhưng mà hát bài cho anh. Đấy. Em chọn mà anh hãy hát. Đấy rồi, để cho anh hát thử. Alo. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm em. Tình bạn cũ gặp nhau đêm mấy mưa rơi tất cả về ấm môi mình ngồi ôn lại những phút giây trôi qua mất rồi. Ngày cây phượng bì bên đường che nắng ban trưa, ngày con đường dẫn vào sân ga. Thứ nhất của đôi Lager 1000 đấy các bạn nhé. Rất hay. Và nay nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mơ. Hay quá. Nếu mà mình muốn như vậy thì tăng độ lên và lau đất. Nhiều khi trời sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường gã nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau, đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Đây, anh đã chốt đấy đôi Lager 1000 và kèm theo mấy đệ đẩy đến 5m, nâng tiếng ở mấy khung dây. Thì anh em đang hướng dẫn cho anh cái cách đấu nối đôi loa, thì anh em chúng em đang đóng gói cho anh đây. Anh đi ô tô cho nên là sẽ làm sao để cho nó gọn gàng và dễ dàng cho anh vận chuyển nhất. Xe của anh đang đợi ngoài kia rồi, rất cảm ơn anh. Các bạn và anh em có nhu cầu mua sắm những combo kiểu như G1000 như này thì có thể gọi điện trực tiếp cho hai số máy hotline chúng em trên màn hình các bạn nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều, đừng quên đăng ký kênh theo dõi trên YouTube của chúng em để cập nhật thường xuyên những video mới nhất. Cảm ơn.